cuối thì cô nhấn nêu, đầu thì cô sẽ chọn cái vùng mà mình cần tạo cái ảnh, rồi sẽ phủ khối nguyên cái phần mà chúng tạo ảnh nha. Rồi đây là kính chào quý thầy cô, thì hôm nay tôi xin hướng dẫn quý thầy cô cách tạo ra một cái file ảnh bất kỳ từ một cái file Word, Excel hay là PDF hay là bất cứ một cái gì đó, chúng ta đều làm được cái dạng ảnh hết. Rồi tôi xin hướng dẫn quý thầy cô liền đây. Đầu tiên tôi sẽ tạo một cái ảnh từ file Word ha. Rồi tôi mở cái file Word lên. À, rồi quý thầy cô chú ý ha, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô làm thử trên file Word. Còn cái file Excel hay là file PDF hay là cái file gì đó thì quý cô cũng làm tương tự như vậy ha. Rồi quý thầy cô chú ý xem ha. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách làm rất là nhanh thôi. Một là quý thầy cô sử dụng cái ứng dụng có sẵn trong máy tính, đó là Snipping. Này Snipping, quý cô đánh vô ha, Snipping thì nó hiện ra nè, máy tính nào cũng có quý thầy cô. Rồi Snipping nhấn vô, quý thầy cô nhấn New. Rồi quý thầy cô sẽ chọn cái vùng mà mình cần tạo cái ảnh, rồi sẽ phủ khối nguyên cái phần mà chúng tạo ảnh ha. Rồi đây, rồi tôi nhấn nút Save. À tôi nhấn nút Save. Rồi tôi sẽ lưu vào desktop đi ha, ghi là đề thi đi. Rồi đề thi. Rồi tôi save lại. Rồi tôi tắt đi. À, đi. Rồi đây quý thầy cô, tôi tạo được một cái file ảnh từ cái file Word ha, bằng cái công cụ là Snipping rất là nhanh chóng. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô làm cái thứ hai. À, chúng ta sử dụng cái pen của máy tính ha, là cái phần vẽ của máy tính đó, đây phần pen của máy tính nè. Rồi đầu tiên quý thầy cô nhìn vào cái bàn phím của tôi. Rồi quý thầy cô thấy cái nút này không? Rồi bắt đầu quý thầy cô mở cái file Word lên. Rồi quý thầy cô nhấn cái nút đó cho tôi. Rồi nhấn nút đó chưa? Rồi nhấn nút đó cho tôi. Rồi xong quý thầy cô mở cái pen lên, đây cái công cụ pen của tôi nè, mở pen lên. Rồi quý thầy cô nhấn vào cái chữ bát nè, à quý thầy cô nhấn vào chữ bát. Đó, nó sẽ copy nguyên cái file này luôn. Rồi nếu thầy cô để như vậy luôn á thì cũng được, nhưng mà nó có mấy cái phần rìa ở trên này khó chịu ha, nhìn nó rất là xấu. Rồi quý thầy cô sẽ chọn vào cho tôi chữ select. À select. Rồi chọn vào select. Rồi sau đó quý thầy cô sẽ kéo nó xuống, mình sẽ phủ có cái vùng mà mình muốn chọn làm cái ảnh. Rồi chúng ta phủ khối. Sau đó chúng ta sẽ nhấn vào cho tôi cái chữ copy ở đây. À copy ở đây. Rồi. Và sau đó quý thầy cô sẽ mở giùm tôi file new. Chúng ta mở một cái file trắng khác. Rồi đừng có lưu lại. Rồi quý thầy cô nhấn cho tôi vào chữ bát. Đó. Rồi khi đó quý thầy cô hãy lưu. Rồi quý thầy cô cũng có thể chỉnh cái này cho nó lớn nhỏ ha. Rồi nhưng mà tôi không chỉnh đâu, tôi để luôn đi. Rồi tôi nhấn vào nút save. Rồi tôi đặt tên là đề thi. Rồi số 1 đi để nó trùng cái đề thi trên này. Rồi chúng ta ra ngoài desktop chúng ta coi nha. Đây hai cái file ảnh mà mình đã làm nè. Rồi tôi vừa hướng dẫn cô làm rất là nhanh việc biến đổi một cái file bất kỳ về cái file ảnh ha. Nếu cô thấy clip hay hữu ích có thể đăng ký, like, share để ủng hộ kênh để nhận được nhiều clip hướng dẫn hay hơn. Và xin kính chào và hẹn gặp lại.